tầm 30. Tuy vẫn chưa bắt được, nhưng chúng tôi đã điều tra được rõ mục tiêu hiện giờ đang ở trong khu an toàn rồi. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài muốn, thì đêm nay sẽ có thể bắt được. Vậy sao? Nghiêm túc làm việc cho tổ chức sẽ không bạc đãi các người. Đừng quên sức mạnh của các người từ đâu mà có. À dân. Trường lão đánh bốt lần này, ngài không tham gia chứ? Đúng đúng, với sức mạnh của ngài giống như là một tiểu quái vật đẳng cấp. Chỉ tùy tiện giơ tay một cái là có thể. Đừng tưởng ta không hiểu ý của các người. Muốn mượn tay ta để trừ khử kia để sao? Bớt vọng tưởng đi. Xin lỗi là tôi lỡ lời. À sát, trường lão bớt giận. Ừ, chuyện lần này không tính toán với các người. Ta còn gì phải làm, các người thích làm gì thì làm, đừng có tới phiền tới ta. Dân. Đi rồi chứ? Chắc là rồi. Kỳ đờ mà không phải trường lão, tân khí cái gì chứ? Anh nói xem, lần này có sát trường lão tới đây là mục đích gì? Anh muốn nói gì? Thông thường mà nói thì trường lão có hành động, tổ chức đều sẽ gửi thông báo đến tất cả các nhân viên. Nhưng lần này trước khi đến thì chúng ta chẳng những nhận được thông báo gì của tổ chức cả. Mặc kệ đi, có khi nào là tổ chức không thích. Hơn nữa tân sắc của hắn vội vã, thật sự rất là đáng nghi. Dù sao chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lần này là có thể trở thành trường lão, đến khi đó sẽ ngồi ngang hàng vị hắn. Lần này nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sao thế Tiểu Ly? Cảm giác như có người đang nhìn chúng ta. Chắc không phải chứ. Khi vừa vào chúng ta đã kiểm tra toàn bộ không phát hiện camera nào mà. Có thể là ảo giác. Nói chung, đêm nay còn nghiêm mật chiếu theo kế hoạch hành sự. Lúc này sân vận động bắt đầu hỗn loạn. Tuy nói chưa từng tầng, nhưng đa số người bình thường đều biết được nội dung cụ thể của việc đánh bốt từ người thức tỉnh. Một người, một truyền mười, mười truyền trăm, thậm chí là ở trong những thông tin đó đã có sai lầm. Rất nhiều người tưởng là quái vật phải tấn công ở quy mô lớn, nhưng điều đó không ngăn cản được nỗi sợ hãi của mọi người. Đêm đến, vốn xung quanh tế đàn chen chúc nhau, lúc này lại chỉ có một vòng tròn hơn 10 mét trong không. Truyền thư kích tin này trước đây chỉ có cho người bình thường cảm giác an toàn, lúc này là giống như con quái vật đáng sợ. Tất cả mọi người đều tránh xa nó. Chỉ vì mọi người nghe nói, nó sẽ biến thành đại ma thú vào đêm nay. Này, ngày đầu bố đêm này sẽ ra rất nhiều bộ vật đó. Đêm đều đúng, tuy trong hệ thống chỉ nói là có thể lấy được diêm danh vọng. Chuyện gì thế này? Sao nhiều người lại biết được tình báo này? Người nam, thế nào ở đây có người quen không? Sao, ra đi hít thở không khí à? Vừa rồi có người có đi ra ngoài không? Hắn đang thăm dò mà xem ra tình báo cũng không phải là hắn làm lộ. Tôi vừa mới ra, thủ hạ của anh có lẽ là cũng nhìn thấy đấy. Yên tâm đi, thông tin không phải là tôi làm lộ. Giờ xem ra cũng không phải là anh nhỉ. Thế, theo lý mà nói thì cuộc nói chuyện của mình có lẽ không có người ngoài biết mới đúng. Trừ khi, yên tâm đi, những người này đều là tâm phúc của tôi, sẽ không bận phản bội tôi đâu. Lát nữa tôi có cuộc họp, tạm biệt trước nhé. Theo hiệp nghị giữa hai người, ở trên sân thượng hội, án sẽ chủ động tình báo, cung cấp dữ liệu kỹ năng, vân vân và mây mây. Cô bốt thì cho chúng các trưởng, các lão đại ở các khu vực khác. Chắc có điều họ sẽ giấu rất nhiều thông tin quan trọng, ví dụ như vật phẩm rơi ra từ bốt. Như thế có thể dẫn tới một tình huống theo hướng có lợi cho bọn họ. Ây không, không phải chứ. Đó là cái gì? Không phải tôi đã nói rồi hay sao? Hôm nay là đêm trăng tròn. Cái này tôi biết, nhưng mặt trăng này cũng quá lớn rồi đó. Đúng là lớn thật, nhưng mà trông rất là đẹp. Đúng là khó tưởng tượng mà. Chúng ta đang ở trái đất sao? Trái đất có lẽ không còn là trái đất mà chúng ta đã biết nữa. Chắc là trái đất hình vuông. Lúc này hơn 1.000 người đang thức tỉnh, đang bao quanh thủy tinh. Bọn họ bị phân thành 5 đội.
Giờ bốn thế lực đồng tỳ Nam Bắc hợp thành. Số còn lại là người thức tỉnh không có gia nhập bất cứ thế lực nào. Điểm danh vọng đánh bố thu hoạch được, nghe nói là có thể đổi lấy trang bị cao cấp. Mình nhất định phải mạnh hơn nữa. Đến rồi. Đây là bốt thế giới đã xuất hiện. Đầu trâu một mắt, độc nhãn cừu lộc. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Cái gì? Thân thể trắng tốt đó tướng rằng là ma thú hệ băng. Sao lại là hồ hỏi kia chứ? Ủi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi với. Một hơi của trâu ra. Chết hàng loạt. Đây rõ ràng không phải là chiến đấu, mà là đồ sát. Thực ra ngay từ lúc bắt đầu thì những người thức tỉnh đã lấy được tất cả tư liệu chi tiết về bot, bao gồm phạm vi công kích của nó, cách thức công kích, còn có kỳ đối phó với nó thì còn phải giữ khoảng cách. Nhưng tại sao lại không có ai tuân thủ? Tự đại tự mãn vì mình là người thức tỉnh à? Cho rằng bot cũng có thể dễ đối phó như ma thú trước đây ư? Nghi ngờ, bọn họ cho rằng trên người đó chỉ là vì khiến cho bọn họ nhận được ít phần thưởng hơn, mà khiến bọn họ cẩn thận dè dặt đứng ở phía xa. Nhưng những tố chất này cộng lại gây ra một thảm kịch hiện tại. Bên phía các cô đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Chuẩn bị xong rồi. Anh Hồng à. Rất tốt. Vậy thì cũng được. Đến lượt chúng ta phải ra sân rồi. Anh Không Triết à. Sau khi Tiểu Ly thức tỉnh, cho dù không cửa sát của ấy thì thể chất bất hạnh này của mình cũng sẽ được thuyên giảm. Lần này nhất định cũng được. Chúng ta lên. Chưa tiệt, công kích ma pháp của chúng ta căn bản không thể gây ra sát thương. Hỏa diễm hộ thuẫn, da dễ cứng ngắc. Ai để có ngẩn rồi đâu nữa. Đạo pháp sư giải phóng pháp thuật như tể đợt sóng thứ nhất. Đội tìm đào chuẩn bị công kích. Chiến sĩ cầm kiên lên trước, chuẩn bị chống lại đợt công kích đầu tiên. Đội mục sư, làm tốt trị liệu đi. Ưu tiên chữa cho các cận chiến hàng đầu. Y chang trong game luôn. Tàn phế thuật, quý ảnh quấn thần, ăn mòn tuyệt đối. Thành công rồi. Sau khi ổ giáp của bốt bị suy yếu thì thành công gây ra sát thương cho nó. Đội pháp sư dùng sồng ma pháp thì lập tức lùi xuống. Đối trên dưới một đội, đảm bảo trầm mặc. Thuật giải phóng hoàn toàn, không được khiến cho bốt phóng ra kỹ năng. Mặc dù thuật trầm mặc của pháp sư từ đầu đến đuôi luôn bảo tủ trên người cừu lộc, nhưng dù dù sao thì đây cũng là bất tình anh. Cho dù hiệu quả trầm mặc có mạnh đi nữa thì cũng chung quy cũng là có lúc nào đó sẽ không nối liền liên tiếp được. Khi cự lộc nắm được thời cơ này phóng ra kỹ năng thì sẽ gây ra thương vong nặng nề, mà trong những kỹ năng này khiến cho người ta đau đầu nhất chính là kỹ năng nham thạch. Kỹ năng này có thể chế tạo ra nên tạo nên từng mảnh khu vực nham thạch xung quanh cự lộc. Người đứng trong khu vực này sẽ bị ăn mòn hộ giáp, duy trì hiệu quả sát thương. Đến cuối cùng thì nhiều vùng đất nham thạch sẽ liên kết thành một mảnh, không chỉ đem áp lực cực lớn cho người thức tỉnh, càng sẽ đánh gãy tiết tấu phối hợp giữa giải phóng kỹ năng của bọn họ. Ngoài ra còn hạn chế cực đại không gian hành động của bọn họ nữa. Cái loại tình huống này chỉ cần sơ ý một chút thôi là sẽ chết ngay. Đừng nói làm nhảm nữa, chỉ yên tâm mà nghe chỉ huy đi. Này mọi người, nhìn mấy kia kìa. Đây là một chém. Đó, đó là ai vậy? Vậy mà còn có một sự chiến thuật ngưỡng mộ quá. Điều quan trọng nhất là hắn ta có thể gây sát thương cho bốt thực sự kìa. Máu đã tụt. Mời. Một mình hắn cũng ngang với lượng sát thương hại của cả đội chúng ta rồi đó.
Rốt cuộc hắn cấp bao nhiêu vậy? Nơi này có một người thức tỉnh lợi hại như thế sao? Quả nhiên tiểu tử đó có một tay. Không trở thành kẻ địch với hắn thực sự là quá tốt. Không được ngừng tiếp tục công kích. Nhảy ra. Tiến vào trạng thái kiệt sức rồi à? Lúc nãy sức phòng ngự của nó là thấp nhất. Cơ hội đến rồi. Lúc này toàn bộ lực công kích. Một phát máu xuống còn 1/3. Tốt, tốt quá rồi. Máu của nó chỉ còn lại 1/3. Luân phiên, người lưu xuống nhân cơ hội bổ sung máu và pháp lực đi. Ai đau quá, nhanh chút đi. Nhanh tiếp máu cho tôi đi, tôi sắp chết rồi nè. Cứ dựa theo tình thế này thì nửa tiếng nữa là có thể giải quyết được nó rồi. Cứ như vậy, dưới công kích luân phiên của những người thân tỉnh, cơ lột sẽ mất dần dần thế lực suy yếu. Mặc dù vẫn còn rất nhiều người chết vì sở ý, nhưng ơ tớ vẫn không thay đổi. Lúc này mỗi người càng thêm tin chắc, chỉ cần tiếp tục kiên trì thì thắng lợi sẽ trước mặt thôi. Xem ra lời tiếng đối tự vong của ta không hề ứng nghiệm. Có lẽ là do có tiểu lì ở bên cạnh. Như vậy thì xem ra dự đoán tử vong mình chỉ có thể thế mà thôi. Sao thế? À không, không có gì cả. Không phải chứ, không lẽ mình đối với cô bé này... Nó sắp chết rồi, mọi người hãy cứu lên. Lão đại à, bố sắp chết rồi. Đừng thả lỏng, tranh đoạt bảo vật mới là trò chính. Chúng ta nhất định phải lấy được đầu lớn. Không tiếc, nhanh. Giọng của Phi Phi. Nhanh cứu tôi, bọn chúng đến rồi. Anh không tiếc, anh sao thế? Bên phía Tiết Phi đã xảy ra chuyện rồi. Có lẽ cô ta đã gặp phải hai người đó. Cái gì, bọn chúng thực sự đang ở đây ư? Anh Khổng làm sao đây? Tôi và Tiêu Ly quay về xem thử. Cô cứ vẫn theo kế hoạch cũ đi. Lần nữa xem tệ cơ là việc. Cướp được bao nhiêu thì cướp, nhưng tính mạng phải ưu tiên, hiểu chưa? Hiểu rồi. Anh không, anh định đi. Xin lỗi nha. Trong nhà cái chút việc, lần rơi đồ này bọn tôi từ bỏ. Đại ca tiếp theo phải làm thế nào đây? Thôi vậy. Nhìn hắn ta như vậy thực sự có chuyện rồi. Chúng ta cướp của chúng ta là được. Giờ vừa hay để chúng ta lại được người ông đắc lợi. Là nữa không cần nữa tình bất kỳ ai. Cướp sạch sẽ cho tôi. Này này, hình như bốt này không đúng lắm. Nó đang nhìn đi đâu vậy? Thế là quỷ bốt bắt đầu di chuyển rồi. Giống như là con bốt mà gần hết máu thì sẽ bạo nộ gì đó. Chuyện gì ta này? Sao bốt lại di chuyển chứ? Rõ ràng trong tư liệu nói là nó chỉ biết dừng ở một chỗ thôi mà. Nó chỉ thừa lại một chút hấp bề mà thôi. Không thể từ bỏ tiến công ngay lúc này. Phương hướng mà nó đang chạy không lẽ là hướng của Khổng Triết ư? Điểm hận thù, khái niệm trong trò chơi. Chỉ cần gây sát thương đối với quái vật thì sẽ sinh ra điểm hận thù. Mà quái vật sẽ luôn có điểm hận thù cao nhất đối với người công kích ra đầu tiên. Mà trong trận đấu lúc nãy thì người có điểm hận thù cao nhất không nghi ngờ nữa rồi. Đó là Khổng Triết. Đây chính là lý do vì sao cứ lốc móc mắt lại đuổi theo Khổng Triết. Chẳng qua Khổng Triết lúc này không hề ý tới nhược điểm này. Cậu sẽ chết vào đêm của ngày thứ ba. Chờ tiệc. Trong não cứ luôn hiện lên câu tiên đoán này. Vốn gì là tưởng né được một kiếp rồi. Dù sao thì bố cũng sắp bị giải quyết rồi. Không ngờ phía sau vẫn còn có biển số. Tả quỷ ra.
Thả cô ta, cô cũng có thời gian để lo cho người khác à? Cái đồ chết dám, lại dám dùng cầm súng bắn bà. Nội màu cái súng đó đâu rồi? Cô rất là đáng thương đó. Cái gì? Bởi vì cô biết cái súng đó là ở trên người người đàn ông đó, nhưng cô lại không dám đi tìm anh ta, chỉ có thể đến ức hiếp một người bình thường như tôi. Úi, cô tưởng tôi không dám giết cô thật sao? Được rồi, đừng có giết chết người, nếu không tôi lại xem cô ăn nói thế nào về tổ chức. Bây giờ lên làm thế nào cô biết rồi chứ? Nhanh tìm cho cô ta đi. Biết rồi. Người định làm cái gì? Làm gì? Không lẽ cô nhìn không ra sao? Cầu xin cô đó, cô làm gì tôi cũng được, nhưng đừng có hãm hại đến em ấy. Nhìn dáng vẻ của cô đi, đúng là cười chết rồi mà. Thở quỷ rồi. Không tiếc. Đừng đừng có qua đây. Nếu không, cô ta sẽ thế nào thì ta cũng chắc đâu. Tiêm xong rồi. Đó chính là thuốc mà Tiết Phi nói. Bây giờ thả hai người bọn họ ra, hôm nay tôi có thể tha cho các người rời khỏi đây. Ồ, mày bị ngu à? Bây giờ là bọn tàu đang uy hiếp. Cái gì? Xúc tu? Ôi, cái xúc tu buồn nôn này là cái thứ gì vậy? Đừng hòng cướp cô ta đi. Kỹ nào? Tập 32. Xì, cô ta bị cướp đi rồi. Không sao, bởi vào tốc cho mục tiêu hiện tại là được. Chị Phi Phi, chị không sao chứ? Nhanh cứu đồng đồng đi. Đừng lo, chúng tôi sẽ cứu đồng đồng. Đừng có đến đây. Nếu không, tôi không ngại đồng quy vô tận vì nó đâu. Tại sao các ngươi lại biết bọn họ đây? Tôi đều là cậu đoán thử xem. Không sợ nói cho cậu biết, tôi có năng lực thế này, chỉ cần tay của tôi chạm vào nước là có thể nghe bất cứ nơi nào có thể liên kết với nước. Vì vậy cái thứ gọi là kế hoạch tuyệt mật của các người đã bị tôi nghe rõ ràng, không sót thứ gì cả. Vậy sao các người lại biết được là chúng tôi đã đến rồi? Nhóc con, hôm nay tôi sẽ giải thích nghi hoặc giúp mày miễn phí. Thứ này được gọi là đồng hồ giám thị người dị năng, là chuyên môn dùng để giám sát đồ vật của người dị năng. Chỉ cần có người dị năng xuất hiện gần đây thì đồ sẽ xuất hiện trên cái đồng hồ này. Vì vậy ngay giây phút này mà mày bước vào khu an toàn thì bọn ta đã biết được mày ngay rồi. Người dị năng trong số bọn ta lại không hề có người dị năng mà. Tao biết mày đang nghĩ cái gì. Mày đang nghĩ trong số chúng ta không hề có người dị năng đúng không? Thành công rồi. Chúng ta thắng rồi. Wow, vật phẩm kìa. Tôi không nhìn nhầm chứ. Cái đó là trang bị vàng. Còn có vài trang bị tím nữa. Còn ngay ra đó làm cái gì nữa? Mau cướp đi. Trang bị vàng này nhất định mình sẽ lấy được nó. Một đứa. Giết giết hết bọn chúng cho tao. Thế là một cuộc tàn sát. Cướp trang bị không cần phải lưu tình. Chết tiệt, sao lại nhanh thế chứ? Cứ tiếp tục thế này chúng ta đều chạy không thoát đâu. Cố đồng mục tiêu đi trước đi, tôi đi cản hắn. Cái gì? Nhưng mà đừng có nhiều lời. Đến lúc đó thì tôi sẽ nghĩ cách thoát thân. Bọn chúng chia làm hai đường rồi. Cứ đồn đồn gấp gáp hơn. Nhãi con, tao sẽ không đỡ mày đi qua đó đâu.
Anh không phải đối thủ của tôi. Ngon cô, tao sẽ khiến mày chịu không nổi. Đây là... Hắn biến mất rồi. Không, chắc chắn hắn vừa gọi xung quanh. Nếu đã như vậy thì nổ tất cả đi. Bên đó, hóa nhiệt đã nổ, có lẽ là đã ngăn cản được thành công rồi. Luôn sáng đó là... Là cái gì? Toàn bộ trang bị đều bị nổ bay rồi. Giống, rất giống. Nói rất giống không triết. Đống kho báu sẽ nổ tung vào lúc cuối. Nếu muốn chuẩn bị tốt thì phải đứng ra xa mới được. Người mà một khi bắt đầu đã xông lên trước mới chính là người chẳng lấy được gì cả. Đều sắp xếp nhân công xung quanh cả rồi chứ. Yên tâm đi lâu đài à. Đều đã xếp nhân công ở tất cả các phương hướng rồi. Vẫn chưa động đến, chính là đang chờ thời khắc hiện tại đây. Chuẩn bị dành cho ta. Ưu tiên nhặt những trang bị cao cấp, những trang bị màu xanh hay là màu lam đều có thể bỏ qua. Nhưng trang bị màu kia màu tím tuyệt đối không thể nào bỏ qua. Nhưng cuối cùng yêu quái cũng đã xuất hiện rồi. Cái gì thế? Ma thú từ dưới đất chui lên. Này, ma thú đó là gì thế? Bất thứ hai ư? Nhìn kìa, phía trên nó có người. Một cái, hai cái, ba cái. Lão đại à, nữ nhân kia và đại xà đã cướp ít nhớ cũng ba trang bị màu vàng rồi, còn ngay đó làm cái gì nữa, mau cướp về cho ta. Bắn vào da nó mà cứ bịch bịch bịch. Cái địch đạn không tác dụng với con quái vật này sao? Dùng phép thuật đuổi nó đi. Tấn công bằng phép thuật có tác dụng với tiểu cậu. Trang bị cũng đã cướp đi khá khá rồi, phải chạy thôi. Bọn họ là chui xuống đất rồi. Cái đờ mờ, chúng ta phí công rồi. Trên trời có nhiều báu vật đang bay quá. Cảnh tượng này thật giống như là ảo mộng. Có điều trang bị đối với dị năng giả chúng ta chẳng quan trọng. Hơn nữa, mục tiêu chủ yếu là bây giờ là ánh sáng vàng, ánh sáng xanh. Có hai trang bị đang rơi vào nóc nhà đó. Hơn nữa, một trong những đó là trang bị màu vàng. Xung quanh là chẳng cài, chỉ có mình phát hiện. Không lượm thì uổng phí. Con có thể đổi rất nhiều tiền vàng. Cuối cùng cũng giải quyết được một tên rồi. Nhưng ta lại có dự cảm chẳng lành. Là bông tay xanh và mặt nạ vàng. Đặc biệt là đôi bông tay này. Bên trên còn có bảo thạch màu xanh. Chuyến này quả thực là không uổng phí mà. Các anh em thấy rồi chứ? Đó là trang bị màu vàng cuối cùng. À, coi có đã. Thứ này ta không lấy nữa. Nhưng giết 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 giết. Tiêu rồi. Lần này thực sự tiêu rồi. Những người này đều là mấy cái tên tới giết chóc bà. Bằng cái tên thua nước đục thả câu đó cho ta. Giật tay. Tiếc. Đáng ghét. Tam muội. Không thể chặn được nhiều đạn như thế. Ta thực sự phải chết ở đây sao? Ấy chà chà chà. Người sẽ chết vào đêm này. Đó chính là số mạng của người. Gì thần chết? Không không không. Chân ngôn nhẫn thuật. Không biết. Tôi đi giúp anh đi. Vừa rồi là ảo giác sao? Giống như mình đang
trúng lời nguyền vậy. Anh cổng triết, đi. Xin lỗi, vẫn là tới chậm một bước. Đòn đòn đã. Sao? Sao có thể như thế chứ? Tức là quá đáng. Chỉ vì mấy người đó thèm làm tranh cướp mà loạn sát người vô tội. Tập 33. Thánh nữ thiền sứ, tôi ghét cô. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai tổn thương đến cô. Đó chính là lời hứa của một chiến binh. Chị à, cầu xin chị đừng rời xa em. Đoàn đoàn. Cuối cùng cũng thức tỉnh rồi. Sau này sẽ không có ai gọi mình là Master nữa. Mối thù này nhất định phải báo. Mấy do thám người dì nàng đã lấy được trên người đàn ông phát nổ. Màu đỏ chính là vị trí của mình. Màu xanh là vị trí của những người dì nàng. Nhưng tại sao lại có hai chấm màu xanh chứ? Anh dẫn Tiểu Lì rời khỏi đây đi. Cô muốn làm gì? Này, cô không sao chứ? Không sao, các người mau đi đi. Hình như cô ấy có gì đó không bình thường. Anh khổng mà. Hồng Lạc, có chuyện gì vậy? Bọn tôi bị nhốt dưới đất. Bên trên là một đám người cầm súng. Bọn tôi không thể nào lên được. Tôi không thở được nữa. Anh khổng, cứu tôi. Đã ghét. Sao mọi chuyện đều dồn thành một cục thế này? Tiểu Ly hiện giờ không thể chiến đấu được nữa. Thằng mình đã tới. Ê, cái tên đó thật là đáng sợ. Bộ dạng trông giống như là thần chết gì. Có mùi gì đó kỳ lạ bay giữa không trung. Thế này là sao? Lấy nào là cái biến gì nữa? Mình phải nhanh chóng tìm được Tí Phi Phi. Cô ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Đây là đôi mắt chuyển màu rồi. Này Tí Phi Phi, cô không sao chứ? Không phải đã bảo anh đi rồi, sao còn lại ở đây? Hay cô nói thật là dễ nghe. Tình trạng hiện giờ của cô không bình thường. Tôi có thể bảo mặt cô không lo sao? Trong tay cô cầm thứ gì? Sao lại có mùi kỳ quái thế? Natri ferifor, bionate, một chất khí dễ bị hơi, có mùi như hợp chất ammoniac và nitơ, hỗn hợp của cao su và sát nguyên chất dưới nhiệt độ tiêu chuẩn. Sau khi bị kích điện cao áp sẽ sản sinh ra. Cô đang nói cái gì thế? Khi gặp phải chất khí do đốt cháy tẩy trắng sẽ bốc mùi, sẽ bốc cháy dữ dội. Tốc độ bốc cháy là gấp khoảng 10,33 lần hydro. Cô bình tĩnh lại đi, đừng có cản tôi. Bọn chúng giết đoàn đoàn của tôi, tôi phải cho tất cả bọn chúng trùng theo. Hay làm như thế không thay đổi được chuyện gì đâu. Đoàn đoàn, chị sẽ đến cùng em. Cảm giác quen thuộc này là lò vẫy trên người của cú đầu xà. Anh khổng, anh không sao chứ? Hay thật là đừng có hôn mơ bất chợt hù chút tôi chứ. Làm gì nhìn tôi như vậy? À không có gì. Không ngờ dự báo cái chết đó rốt cuộc lại không phải là kỳ bị kế địch giết chết, cũng không phải là bị cừu lộc giết chết, mà là chết trong tay người của mình. Đều trách là mình quá hàm muốn chiến thắng, muốn đánh bốt nên mới dẫn tới việc làm cả đội phải chết. Lại thêm một thể biến thành màu đen rồi. Thế thời gian của mình chỉ còn là hai tấm. Một khi cả hai tấm này đều biến thành màu đen thì mình thực sự chỉ chết. Tiêu Ly, em nghĩ ra gì rồi? À em
Em cũng không biết nữa. Chính là nhìn thấy đoàn đoàn bị con bị mọi người, rất nhiều người đều chết hết. Ngay cả anh cũng. Xem ra cô ấy vẫn nhớ ký ức của kiếp trước, chỉ là có chút mơ hồ. Thì không biết cô ấy có nhớ nguyên nhân là gì không. Anh không, anh vừa nói đánh bốt, tôi hiểu rồi. Còn sau đó thì chúng ta phải cướp thế nào đây? Đánh bốt lần này chúng ta từ bỏ. Hả? Vừa rồi cũng mổ đánh bốt mà, sao lại... À, lần khác chị giải thích. Tiêu Ly à, em còn nhìn thấy luồng khí đen quấn quanh anh không? Có, trên người anh. Còn có cả trên người đường đồ. Còn có... Trên người của chị Hồng Lan. Em nói Hồng Lan cũng có. Ừ. Thế là tiếp theo chúng ta phải làm sao? Vẫn phải đi đến khu an toàn sao? Nếu như nếu chúng ta kết thúc tìm lên người của đoàn đoàn, là có thể bị thứ gì đó lần theo dấu vết mà đến, thì cô cảm thấy có cách nào ngăn ngừa nó không? Lấy gì, có phải là anh biết cái gì không? Anh nói rõ ràng hơn xem. Tôi cũng không hiểu lắm, nhưng tóm lại chính là trước đây tê thuốc mà đồng đồng bị tìm phải, có thể là bị thứ máy móc gì đó đuổi theo đến, mà hai người đó đã để trong quán sân thể dục rồi. Một khi bước vào sân thể dục thì chính là đã thảo kinh xà. Cho nên có thể tránh được tình huống này không? Như thế cũng không phải là không có khả năng, chỉ là điều kiện tương đối ngặt nghèo. Với tình hình chúng ta hiện tại thì e rằng không kịp. Vậy phải còn thứ gì? Cô nói thử rõ thử xem. Đã bị máy móc bắt tín hiệu rồi. Thế tôi dám chắc trong cái thứ mà đoàn đoàn bị tìm nhất định có vật chất gì đó có tính phóng xạ. Bình thường nếu là tín hiệu được tiếp nhận, chỉ có hai hình thức, điện và từ. Nếu là như thế thì chỉ cần tìm được một nơi có môi trường có thể cách điện từ là được rồi. Môi trường cách điện từ à? Lồng Faraday. Lồng Faraday chính là một trong cái lồng được tạo thành từ kim loại và chất dẫn khác. Do môi trường cân bằng, tính điện bên trong chất dẫn, lồng sẽ tạo thành bề mặt tương đương với độ chênh lệch điện thế bằng không. Diện tích sẽ chảy dọc theo bề mặt lồng khi đi qua. Cho nên, nó giống như là một bức chắn vô hình. Xin lỗi nha, đã ngắt lời cô. Nhưng mà cô có thể nói ngắn gọn hơn được không? À, cái tên này chẳng chịu ghi nhỏ nghe gì hết. Có điều lồng Faraday chỉ thực hiện được trong môi trường lý tưởng. Muốn hoàn thành nó thì đương nhiên có chút khó khăn. Nói thế nào thì vẫn là hết cách sao? Không, thực ra vẫn còn một cách. À, có cách gì? Thời mạt thế này, việc truyền tín hiệu đã giảm đi rất nhiều. Cho nên, không cần một cái lồng Faraday hoàn mỹ như thế. Chỉ cần dùng cái loại lưới tốt làm thành một cái dần đồng rồi bao lại trong mật thất thì có thể tác dụng cách điện rồi. Ừ, cũng có lý, nhưng đi đâu tìm ra căn phòng như thế chứ? Ai à, anh nói căn phòng như thế thì tôi hình như đã thấy qua rồi đó. Ở đâu cơ? Ở sân thể dục. Ở trong sân thể dục đó. Đó là một năm trước, tôi được mời đến đó tham gia đại hội. Thì lúc đó bọn họ dẫn tôi lên một cái căn phòng cao nhất trên sân thể dục. Đó chính là phòng phát thanh, được bao vây bởi những tấm lưới đồng. À, như thế nghe có vẻ được. Thế thì đi đến sân thể dục đi. Anh Khổng nhìn kìa, bên đó có người. Này, tôi chỉ ra ngoài tìm thức ăn thôi mà. Quay ngược thời gian. Thôi, mặc kệ cậu ta đi, chúng ta đi. Chỉ cần mình có thể bình an trải qua đêm nay là được. Những thứ khác thì không cần quản nữa. Thế là lần này không tiếc không chọn đi vào từ cửa chính, mà chọn cách trèo tường cao vào sân thể dục. Ai mà chết đi được. Ai bảo cô cứ khư khư được cống đoàn đoàn chứ. Rõ ràng đưa cho tôi cống cũng được mà. Anh Khổng chính là cái tòa nhà đó. Tập 34. Đây là căn phòng có thể thành lồng Faraday sao? Ây, bận quá. Bức tường thực sự dây đồng bao quanh.
có điều đã bị ghi cả rồi, con xài được không đây? Được. Được rồi, giờ tôi đã đặt chuồng chuồng nhỏ kết nối với bộ mặt này rồi. Ngoài trừ chuồng chuồng nhỏ ra, thì những thiết bị khác không thể nào thám thính được tin tức nào của căn phòng này. Tốt lắm. Thế các cô cứ đợi ở đây đi, tôi ra ngoài một chuyến. Anh Khổng, tôi đi với anh. Không được, các người phải ngoan ngoãn ở đây đợi tôi. Hồng Lan à, cho tôi mượn áo choàng tàng hình của cô một chút đi. Hai người đó sẽ trốn ở đâu chứ? Sân thể lục, sân thể dục lớn như thế, không có nơi nào để trốn mới phải. Trừ một nơi mình vẫn chưa tìm đến, chính là tầng hầm bị tối ồn ồn do mất điện. Đáng ghét, sao vẫn chưa đến chứ? Anh đi lặng chút cho tôi. Hay không được, không thể cứ chờ mãi như thế này được. Nói không chừng hắn đã đến rồi, tao phải đi tìm hắn báo thù. Hay cái tiền ngốc này, anh tưởng rằng anh có thể đánh lại hắn hay sao? Này, tôi vẫn chưa sửa xong đó. Người đâu rồi? Này, lên tiếng đi chứ, không vui tí nào đâu. Không phải anh vẫn còn đây sao? Sao lại không lên tiếng? Mình không dây dưa nữa. Là ai làm? Cô đang tìm tôi sao? Tôi biết năng lực của cô gặp lửa sẽ vô dụng. Tha bạn. Không muốn chết thì thành thật trả lời cho tôi. Các người đã tìm thứ gì cho đòn đò? Là thuốc tiến hóa năng lực. Thuốc tiến hóa năng lực. Tổ chức này đang tạo ra người dị năng. Làm sao cô ấy mới tỉnh lại được? Con nói cho cô tôi. Nói con nữa. Nói cho tôi biết mối tình báo liên quan tới tổ chức của các cô. Không, không thể nói. Tôi nói. Tổ chức của tôi là Thái Dương Thần Điện. Tôi không biết tổ chức thành lập khi nào, nhưng là năm trước, khi tôi gia nhập tổ chức thì nơi đó đã có thuốc năng lực rồi. Cô bị sao thế? Tôi đã nói rồi, tôi không thể nói. Cô ta chết rồi. Xem ra có một loại thế lực nào đó đã ra tay rồi. Rất có thể là cấm chế mà tổ chức đã cắm vào não cô ta. Một khi cô ta có ý tiết lộ bí mật tổ chức thì sẽ lấy đi tính mạng của cô ta. Hiện giờ duy nhất có được chính là tổ chức tên là Thái Dương Thần Điện. Cách để thức tỉnh đoàn đoàn vẫn chưa tìm được. Mình phải túc lại nhận xác mới được. Vì nữ thần Hồng Lăng đã đến đây rồi, có lẽ ra gia nhập bọn họ mới là lựa chọn duy nhất. Dù sao thì bọn họ cũng rất mạnh. Tuyên bố nhiệm vụ khu vực đánh bốt lầu một bắt đầu. Người thức tỉnh tham gia đánh bốt có thể thu hoạch được điểm thành bổng. Chi tiết tham gia xin tham khảo thừa tống. Chuyện gì thế này, đánh bốt là cái gì chứ? Hả? Cái này viết là này thì rồi, tôi xử tiêu rồi. Phải đi báo cáo của Dương. Tuy mình không tham gia đánh bốt, nhưng cũng phải đảm bảo những người ở đây có thể thuận lợi giải quyết cùng bốt mới được. Bằng không thì một khi người thực tỉnh trong cứ địa bị diệt hết, thì chúng ta chỉ không thể nào thoát. Dường dường có thể được coi là coi nào người đáng tin cậy không. Đã đến lúc đánh bốt, Dương Phượng quả nhiên không làm công trí thất vọng. Cô ta làm theo chỉ dẫn, điều hành những người tự tỉnh làm thường vọng hạ xuống mức thấp nhất. Cô ta thỏa thuận với bốn thế lực lớn chia sẻ sản phẩm bị rơi một cách hòa bình. Cứ như thế, có lẽ sẽ thuận lợi trải qua được đêm này. Công triết là đang nghĩ như thế. Sao thế? Bộ dáng của đồn đồn trông rất là đau đớn. Không, không phải chứ. Đôn đôn chết rồi. Hay sao lại thế? Đôn đôn sao lại chết chứ? Tiêu rồi. Như thế thì kết cục không phải cũng như cũ sao? Phi Phi, cô bình tĩnh lại. Chờ đi, những kế nên chết đều phải chết. Chị Phi Phi chỉ làm sao thế? Ôi. Xin lỗi, tôi không phải là muốn làm thế. Xác của đồn đồn đã biến mất rồi. Rốt cuộc tại sao?
Rõ ràng kiếp trước lúc này Đần Đồn vẫn chưa chết mà. Nhưng kiếp này, thời gian chết lại sớm hơn nữa. Hơn nữa còn bằng cách vô cùng kỳ lạ này. Nghĩ kỹ xem, rốt cuộc có chỗ nào không giống với kiếp trước? Lẽ nào là vì không được tìm cái loại thuốc đó nên mới chết rồi? Đương nhiên rồi. Ai? Thuốc tiến hóa năng lực, thứ này sau khi tìm một lần thì giống như là độc phẩm vậy, cả đời này cũng sẽ không thoát được nó. Phải tiêm với tần suất 3 lần một ngày, không thì phải trả giá bằng cả tính mạng. Rốt cuộc ngươi lại là Thái Dương Thần Điện có đúng không? Thái Dương Thần Điện, con nghe được cái tên này ở đâu? Thì ra là thế. Hai cái tên ngốc đã chết rồi thì thôi, vậy mà lại tiết lộ bí mật của tổ chức, đúng là chết cũng đáng tiếc. Này này này, có thể bỏ vũ khí trong tay các người xuống không? Cảm giác bị người ta chỉ thật là không dễ chịu chút nào đâu. Ta chẳng có chút tiếng cảm nào với tổ chức này cả, cho nên trên bất kỳ phương diện nào, ta cũng không phải là kẻ địch của các người. Nội mới nhớ, người giết hai người họ là cậu sao? Người đàn ông là do tôi giết, người phụ nữ kia là cô ta tự chết. Đó là đương nhiên. Ai bảo cô ta nói ra tên của bí mật tổ chức chứ? Cô ta chết là vì thế này. Là người gia nhập tổ chức đều phải rút đi một phần linh hồn làm hồn bài. Hồn bài sẽ do truyền nhận trong tổ chức bảo quản. Một khi có người phản bội hay tiết lộ bí mật đều phải nghiền nát hồn phách mà tử vong. Và thật thế này giữ trong tay mình vẫn là an toàn nhất. Nói như thế, cậu thực sự là phản đồ sao? Này 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 này, phản đồ cái gì chứ, nói khó nghe thế. Ta chỉ là ra ngoài đổi gió mà thôi. Xin chắc cùng thì kiếp này của ta chỉ có thể là một tên sát thủ. Rồi, được rồi. Đã lâu rồi chưa được nói chuyện thoải mái như thế. Nhưng mà rất xin lỗi, các người vẫn phải chết ở nơi này. Lần đầu tiên thấy cái loại biểu cảm này của anh khổng. Các cô, mau chạy đi. Đi. Ra vậy anh hùng mà, cậu chết chắc rồi. Là chân ngôn thuật thuẫn của Tiểu Ly. Cô ta đã cho mình trong lúc chị trốn. Ồ, con có kỹ năng này sao? Đúng là sơ sức. Như thế thì kỷ lục đoàn tất sát của mình không phải bị phá mất rồi sao? Một đoàn tất sát. Bỏ đi. Chỉ còn giết sạch các người thì không ai biết chuyện này nữa rồi. Hộ thuẫn của cậu căn bản không cản được đoàn thứ hai của ta. Anh cầm tiết, cẩn thận. Nhân thực. Dự báo cái chết mình đã ứng nghiệm lần nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của anh khổng. Kết thúc rồi sao? Cảm giác đột nhiên rất nhẹ nhõm. Dù sao kiếp này đoàn đồ cũng chết rồi. Chỉ bằng trọng sinh đi. Đừng từ bỏ. Cho dù có chết, ít cũng phải để những người còn lại được sống. Ai chà chà, đã bắt đầu nghênh chiến rồi. Đáng tiếc không có ai chịu được một đoạn tất sát của tiểm điện này của ta đâu.